Hello anh em nha. Về nhà một xíu. Mà ngày hôm nay cũng bận, không có thời gian đâu đi sang, cho nên là giờ cũng 4 giờ chiều rồi, mình tranh thủ mình về nhà chút. Mình đi nhà mình bên Phú Giáo á. Mình chạy về bên nhà bên Phú Giáo một chút, cái mình có công việc xíu, thăm vườn dưa lưới. Bây giờ mình đi về, trên đường về á, mình hôm nay mình không đi xe du lịch nữa mà mình đi xe Honda, cầm thêm cây ná nữa đó, cái đầu lâu phiên bản mới này anh em đó, phiên bản thợ săn nha. Mình đi đường vòng vòng đường, mình gặp chim nào mình đem chim đó đó, mình làm sẵn, mình đem chim đó mình làm clip cho anh em xem. Nhưng mà chắc clip này cũng là clip ngắn thôi, tại vì giờ này cũng 4 giờ chiều nên cũng không có, cho nên cũng không có chim nhiều đâu. Rồi mình gặp thì mình bêm mình quay cho anh em xem nha. Rồi bây giờ thì cùng mình theo chân mình đi về nhà. Mình nói chung là mình dầm đi về ngang đường, mình quay cái cảnh đẹp, cảnh đường, quay cảnh đường về nhà mình cho anh em xem nha. Rồi bây giờ thì let's go nha. Đây nha anh em, đây là cái khung đường mà cứ thường ngày mà mình hay đi dẫn chim lắm á. Thank you.
đó, vừa mới về tới nhà thôi. Mời cắt dưa. Đây là bà cụ của mình nha. Hôm nay bà 90 tuổi bà nhỉ. Đó anh em thấy không? Bà 90 tuổi nhìn bà khỏe mạnh không? Đó. Yếu mãi. Vâng. Đây, bây giờ mình ra mình quay cái vườn dưa lưới. Vườn dưa lưới cho anh em xem. Đây nha anh em, vườn dưa lưới nha anh em. Đây. Nào. Này nó có trái nhỏ, có trái bự. Chào bố có mấy bài. Dạ. Ui chết rồi, quên không đóng cái này lại. Ui nó nóng dưới chứ. Mình quay cái vườn dưới một xíu. À, bây giờ là cái tới cái thời điểm mình đang chọn trái nha. Đó một cây như thế này á, đó một cây như thế này chỉ được chọn và để lại một trái nha, một trái to nhất, khỏe mạnh nhất. Còn đâu là mình ngắt bỏ hết nha. Mà cây dưa lưới thì cứ tầm qua đầu mình, tầm 2 mét là mình ngắt cái ngọn rồi. Để tập trung để nó nuôi trái. Đây nha. Đó. Ui, bùa trong này nóng quá. Nóng. Và đây đây cho quay cho anh xem cái này nữa. Đây là ong nha, mình thụ phấn bằng ong nha, mình bỏ ong vô cái nhà lưới này nè để cho nó bay rồi nó thụ phấn vô hoa nha. Nếu không có cái này là mình thụ phấn bằng tay cực lắm anh em nha. Đó. Cho anh em xem cái tổ ong. Trong cái vườn lưới này nóng lắm anh em ơi. Nóng cực kỳ luôn. Đó, ong quá trời kìa. Đó. Đẹp luôn, quá đẹp. Đó, cho anh xem. Còn đây là cái vườn mà vườn thứ hai của nhà nhau. Đây cái vườn này là trái nó to rồi. Đây mình quay cho anh em xem cái. Đây nha, đây là trái. Vườn này là vườn trái to rồi nha anh em. Vườn này cũng phải tầm được tầm cũng phải được 50 ngày rồi đó. 50 ngày tuổi. Đó, cho anh em xem. Nha. Yeah. Đó. Cứ một dây như thế này là mình chỉ được để lại một trái. Đây. Đây anh em xem. Wow, đã không? Quá đẹp luôn á. Phơi lắm, nhìn đẹp lắm. Rất là mê luôn á. Đó. Một dây như thế này là chỉ được để lại một trái thôi. Còn như là mình ngắt bỏ hết. Đó. Anh em xem. Vừa này có khoảng chừng một tháng chưa được một tháng nữa là mình thu hoạch rồi nha anh em. Đó. Quá đẹp. Nhìn mê lắm.
mình đi về gần tới nhà rồi anh em ơi.